Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thảo Mốc Bang. Thì hôm nay Thảo sang bún gạo xào. Ở đây nguyên một mâm khổng lồ luôn. Thì cái bún gạo này Thảo xào với lại đậu hũ, cà rốt, giá hẹ. Đây là nước tương tỏi ớt. Còn này là xà lách. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với Thảo nha.
Thảo ăn xong rồi đây, quá là no luôn. Thì video của Thảo cũng sẽ kết thúc ở đây luôn. Cảm ơn mọi người đã xem. Thảo chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nha. Bye bye.